Lợi ích tuyệt vời của mindfulness đối với trẻ. 1. Mindfulness là gì? Bản chất của mindfulness là thiền, là chánh niệm, một phương thức giảm stress Đông Tây công nhận và vẫn đang được áp dụng để chữa lành tâm hồn. Chánh niệm hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu của tâm lý học truyền thống và được xem là một cách giảm stress hữu hiệu, nâng cao sự hạnh phúc, chất lượng cuộc sống của con người trong xã hội hiện đại. Nguồn gốc của mindfulness là gì? Đó chính là nhờ người Hindu và nhờ vào Phật giáo mà phương pháp này đã hình thành cũng như phát triển. Một số yếu tố của mindfulness có liên quan đến chánh niệm Phật học. 2. Lợi ích của mindfulness là gì? Tăng khả năng tập trung cao độ và làm giảm áp lực. Lợi ích điển hình nhất của mindfulness là gì? Đó chính là giúp cho con người chúng ta được chú tâm hoàn toàn vào chính những việc đang diễn ra xung quanh mình. Thực hành mindfulness thành công sẽ giúp bạn cải thiện công việc, tránh lơ là khi đang lái xe trên đường, không còn lú lẫn quên đi những thứ mình cần nhớ. Chính nhờ những lợi ích kể trên mà các tập đoàn lớn nhất trên thế giới như Google, Apple, tất cả những công ty hiện đại mới đã trang bị phòng thiền dành riêng cho nhân viên tại trụ sở làm việc. Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của mindfulness rất đáng chú ý. Hiệu suất công việc được cải thiện. Dẫu cho bạn đã bị quen với việc kiểm tra mạng xã hội, dùng mạng xã hội thường xuyên, thì phương pháp này vẫn hoàn toàn có thể đào tạo, làm mới bộ não và hệ thống thói quen của bạn thêm một lần nữa. Việc ấy sẽ giúp bạn bỏ bớt đi những thói quen mất thời gian, thêm vào những điều tốt cần làm và cải thiện hiệu suất công việc cũng như cuộc sống. Rèn luyện sự tự tin. Mindfulness chính là phương pháp giúp bạn phát huy sự tự tin nhờ khả năng đẩy cao mọi cảm xúc tích cực theo cách lành mạnh nhất. Trải nghiệm của sự tự tin trong công việc nhờ tập trung, nhờ hiệu suất cao và tư duy cảm xúc phát triển là điều mang lại trạng thái sống lạc quan, hạnh phúc. Mỗi ngày một ít, bạn sẽ dần biết được mình là ai và mình cần phải làm điều gì cho hiện tại để phát triển tương lai. Cách rèn luyện mindfulness là gì? Để rèn luyện được mindfulness không hề dễ dàng, bởi điều này liên quan đến cách chúng ta ngồi, đứng, nằm, hít thở. Đó là nhờ vào những cách chúng ta chú ý đến những thứ xung quanh mình như âm thanh, hình ảnh, suy nghĩ, cảm giác cơ thể. Để trả lời cho câu hỏi cách rèn luyện mindfulness là gì, ta cần chú ý đến hơi thở của mình đầu tiên. Hãy dành vài phút mỗi giờ để tập trung vào hơi thở, từ việc hít sâu và thở ra. Thời gian đầu ắt hẳn sẽ có những khó khăn nhất định do công việc còn dồn đống chưa giải quyết. Nhưng nếu bạn không cải thiện từ bên trong tâm trí, thì hiệu quả công việc bạn đang cố gắng giải quyết cho xong cũng sẽ không cao. Bạn có thể tham khảo ý kiến của huấn luyện viên môn yoga hay thái cực quyền để tìm ra phương pháp luyện thở phù hợp nhất cho mình nhé.